Thưa quý vị và các bạn, để tạo bước đột phá trong phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, huyện Nghi Xuân đang tập trung đưa tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nhằm đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng năng suất trên một đơn vị diện tích đất canh tác và thu nhập cho nông dân. Nội dung này sẽ được phản ánh trong phần đầu của trang địa phương ngày hôm nay. Đây là cánh đồng lúa mẫu lớn của xã Xuân Hồng được hợp nhất từ các ô thửa nhỏ của các thôn 1, 2, 3 và 4 thuộc hợp tác xã Lam Sơn và Sông Hồng, có tổng diện tích sản xuất là 12,8 ha. Để đảm bảo cho vụ sản xuất có năng suất sản lượng cao, cùng với bảo đảm nguồn giống chất lượng tốt và các yếu tố về kỹ thuật, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Nghi Xuân phối hợp với Công ty Cổ phần Nicotech Thanh Hóa và xã Xuân Hồng tổ chức phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho lúa bằng máy bay không người lái. Chương trình này phun thuốc bằng máy bay này thì có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất về lợi ích kinh tế, lợi ích về sức khỏe, lợi ích về môi trường và các cái lợi ích, ví dụ lợi ích về kinh tế thì chúng ta là giảm được công lao động này, tăng cái hiệu quả trên một lần phun lên thì nó đồng nghĩa việc là sẽ giảm lần phun, sẽ giảm được tiền thuốc, tiền công. Về đối với lợi ích về sức khỏe thì ở đây chúng ta là không phải tiếp xúc với thuốc, không phải tiếp xúc với thuốc và không phải mang vác nặng nhọc, mà chúng ta chỉ là đứng trên bờ quan sát và chỉ ruộng thôi. Tại buổi thử nghiệm, bà con nông dân xã Xuân Hồng đã được chứng kiến chiếc máy bay không người lái thế hệ mới tích hợp rất nhiều chức năng hiện đại như hệ thống định vị vệ tinh, lập bản đồ khu vực cần phun và kiểm soát hoạt động phun theo chu trình đã được lập sẵn, sử dụng hệ thống vòi phun ly tâm kết hợp lực gió đẩy xuống của thiết bị bay, đảm bảo thuốc bảo vệ thực vật bám đều lên hai mặt của lá lúa, giúp cây hấp thụ tốt, thuốc không kết thành hạt rơi xuống đất gây hại môi trường. Hiệu quả rõ rệt khi trước đây người nông dân phải thuê 10 người phun gần chục mẫu ruộng trong một ngày với số tiền 200.000 đồng một người cho mỗi đợt phun phòng trừ sâu bệnh. Đến nay, sử dụng máy bay phun thuốc có thể phun kín diện tích chỉ trong vòng chưa đầy một giờ. Về máy móc phun thuốc men thì là so với lì tiền nóng dẫn đi phun với lì máy đi phun đi thì hẳn ngang nhau, nhưng mà lì kia dẫn đi phun thì hẳn vất vả hơn, người cũng phải nhiều hơn. Nên là thế hẳn mà có máy móc hiện đại ní thì là dân không phải đi phun mà nhờ máy móc ní hẳn vẫn thuận lợi cho dân hơn. Phun máy các bằng công nghệ này, tiện khoa học kỹ thuật này thì cũng 35.000 thì tỉnh đã cũng rẻ, cũng đắt. Dân vẫn nói thừa nhận rằng là phun 35.000 thì không đắt, như vậy là giả nhân cũng rất muốn để hợp đồng để phun. Vừa rồi thôn Hải trong ba khu vực, nhưng mà thôn Hải cũng quyết tâm lắm, cũng đăng ký 20 hecta đấy. Mục đích của việc đưa thử nghiệm phun thuốc trừ sâu bằng máy bay không người lái nhằm ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Phương pháp phun thuốc phòng trừ sâu bệnh này giúp tiết kiệm khoảng 10% lượng thuốc bảo vệ thực vật. Tấm nguyện của tôi xã thì cũng muốn là đưa cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cuộc sống, bởi vì hiện nay nông nghiệp nông thôn thì những người đá rồi, những người khỏe mạnh thì họ làm công việc khác. Và đến những cái phun thuốc thì là rất trở ngại cho những gia đình không có người phun, rồi những người phụ nữ. Cho nên là hôm nay là hợp tác xã cũng mong muốn là đưa cái công nghệ đi vô để nhân dân vô xem xét, rồi là những mùa sau để phát huy. Với mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Xuân Hồng và Xuân Lam của huyện Nghi Xuân đang tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành các tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Với những lợi thế về đất đai, hệ thống thủy lợi, kinh nghiệm mùa vụ, nên năng suất cây lúa và các loại hoa màu ở hai địa phương này luôn vượt trội so với các xã khác trên địa bàn về sản lượng, hiệu quả kinh tế. Đây cũng là hai xã đầu tiên của huyện Nghi Xuân phát động phong trào ra quân phá bờ vùng bờ thửa nhỏ thành cánh đồng lớn. Được cái mô hình này thì áp dụng vào địa phương thì nó phù hợp với thế, nó phù hợp về cái thời gian làm thuận tiện trong thời gian làm đất và cái khi xuống giống thì nó cũng xuống giống một lần, và kể cái thời gian thu hoạch và kể cả như hôm nay mình phun thuốc phòng trừ đầu này cũng rất thuận tiện. Và chúng tôi cũng đang thực hiện cái mô làm điểm cái mô hình này để nhân rộng cho năm sau. Xác định khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển nông nghiệp. Vì vậy, huyện Nghi Xuân đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ,
khuyến khích việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh việc thực hiện phá bờ vùng bờ thửa, hình thành ô thửa lớn, thì việc xây dựng cánh đồng mẫu gắn với sản xuất chuyên canh hàng hóa theo hướng an toàn bền vững cũng được huyện Nghi Xuân thực hiện song hành. Việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp được tiến hành từ khâu hợp thửa, xuống giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Nên vụ xuân năm nay, cây lúa trên diện tích cánh đồng ô thửa lớn phát triển tốt. Đây là một cái phương pháp mới, có nhiều hiệu quả trong sản xuất. Cụ thể là chúng ta giảm được cái công phun và tăng được cái hiệu quả thuốc trong quá trình sử dụng, đặc biệt là những cái thời điểm mẫn cảm của sâu bệnh. Với mục đích hình thành các vùng sản xuất tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, xây dựng cánh đồng, một giống, một quy trình canh tác, một thời vụ, giảm chi phí đầu vào, tăng diện tích canh tác, tăng năng suất. Huyện Nghi Xuân tiếp tục thực hiện thành công mô hình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần tăng hiệu quả kinh tế, tạo sản phẩm hàng hóa đồng nhất, tạo tiền đề cho doanh nghiệp liên kết các khâu trong quá trình sản xuất và tiêu thụ, không ngừng nâng cao thu nhập cho người nông dân.